Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay là đầu tuần rồi, có lẽ là mình nên làm một cái video gì đó lạ lạ một tí cho các bạn xem. Chẳng hạn như là nếu thằng Núp và thằng Pro là hai anh em thì sẽ như thế nào? Đó, nghe nó rất là lạ đúng không? Tại vì bây giờ á, các bạn nghĩ coi, thằng Núp nó là em của mình, còn thằng Pro là kẻ thù của mình. Mà bây giờ kết hợp hai thằng đó cho nó là hai anh em với nhau thì sẽ sao ta? Chắc là một thằng phá với một thằng sửa quá. Chẳng hạn như thằng Núp á, thì nó ngu thì nó phá đồ này nọ, còn thằng Rồ nó thông minh thì nó sẽ sửa lại những cái đồ của thằng Núp phá, kiểu kiểu vậy đó các bạn. Ok, thì các bạn thử đoán xem là hai đứa, thằng Rồ và thằng Núp là hai anh em, thì nó sẽ phá hoại hay là nó sẽ làm gì giúp cho người ta hay không? Hãy comment ở bên dưới nha các bạn. Núp và Pro, ok, hai đứa sẽ là anh em với nhau. Ok, bây giờ các bạn đã thấy là thằng Núp và thằng Pro rồi. Thì thằng Núp á, là cái thằng mà nó cứ đi liên tục với các bạn, còn mình là đang điều khiển cái thằng Pro nè. Thằng Pro thì các bạn, ui chui, con zombie gì bự vậy, con zombie, mình đang điều khiển thằng Pro để bảo vệ cho thằng Núp, tại vì thằng Pro là anh của thằng Núp. Cái gì vậy, nó đòi ăn bánh pizza mà giờ mình nói là không có bánh pizza ở đây. Vậy nó hỏi có nước ngọt không mà cũng không có nước ngọt, nghĩ sao vậy trời. Cái thằng Núp này đúng là thằng Núp luôn các bạn, nó đòi ăn riết à, đó đòi ăn bánh pizza kìa, còn mình thì đang cố gắng bảo vệ nó để nó gọi là hạ, gọi sao ta, nó có thể thoát khỏi được cái bọn zombie. Thì các bạn thấy thằng Pro đang mặc nguyên bộ giáp kim cương, cầm cái kiếm, theo mình nghĩ kiếm bằng sắt. Táo kim cương kìa các bạn. Sao không lấy được, thằng Núp nó đang đòi ăn táo kim cương mà. Trời ơi, ở đâu ra vậy, thằng này là thằng hacker kìa, nó lấy hết táo kim cương rồi. No, chết rồi, giờ sao mình lấy ra, mình không đập được cái tường này, mình không đập được cái tường này. Ok, bây giờ thằng Núp sao đây, nó la lên vậy bạn, nó la lên là nó không, nó bị mất chế táo kim cương rồi nên nó la lên kiểu như là nó khóc gì đó. Trời ơi, tội nghiệp quá, giờ sao đây, chết rồi, bây giờ anh không biết làm sao đi giúp em luôn. Đó, bây giờ là thằng Pro nó không biết làm cách nào luôn bạn. Ở đâu ra xuất hiện cái thằng hacker vậy trời. Trời, tội nghiệp thằng Núp quá, cái mặt của nó kìa. Các bạn nhìn cái mặt của nó kìa, tội nghiệp ghê chưa. Bây giờ anh đang đòi ăn táo kim cương. Trời ơi, lấy đâu ra bây giờ không biết. Bây giờ lấy đâu ra đây. Ok, bây giờ nó không leo qua được cái cục này luôn các bạn ơi. Tội nghiệp quá. Ok, qua đi. Rồi, có cửa hàng kìa. Ok, có cửa hàng bán táo nè, bán pizza đồ kịp, có nước ngọt nữa. Wow, ở trong cửa hàng quá trình đồ luôn các bạn. Ok, ở thằng Núp đi đâu vậy? Để từ từ mình coi coi thằng Núp, mình đang ngủ. Wow, thằng Núp nó nhiều tiền kìa. Trời ơi, nó nhiều tiền kìa chứ. Wow, giàu dữ vậy Núp. Trời ơi, mình thì mình đang ngủ, còn nó thì nó lấy tiền ở trong cái gọi là cái rương đồ của nó ra để nó gọi là nó cho mình để mình mua đồ. Lấy tiền nữa kìa. Cái thằng này giàu thôi chứ. Các bạn có để ý cái hình đó là một cái hình thằng hacker đang bị gạch chéo không? Bây giờ là nhiệm vụ là phải tìm được cái thằng hacker để tiêu diệt nó. Lý do tại sao? Tại vì nó lấy trái táo kim cương của thằng Núp. Ok, ở đây thì mình thấy là có thể nâng cấp nè. Đây, nâng cấp cái này là gì ta? Cộng máu cho thằng Pro. Là cộng máu cho thằng Pro các bạn. Mình sẽ cộng máu cho thằng Núp một cái nè. Rồi cây kiếm của thằng Pro nè. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ phải bảo vệ thằng Núp các bạn ơi. No. Lần này là có máu các bạn ơi. Là các bạn nhìn để ý trên kia kìa, là sẽ có máu của mình và thằng Núp. Mà hồi nãy là mình thấy có 3 trái tim lặn, mà bây giờ chỉ còn có 2 trái tim thôi. Chết rồi. Núp ơi, cẩn thận Núp ơi, đừng. Trời ơi, mình còn có một trái tim mà, đậu phộng giờ sao đây? Chết rồi. Cái đậu phộng chết rồi các bạn. Nhưng mà không sao, khi mà mình chết thì mình vẫn có thể nâng cấp được vũ khí đồ lên nè. Ok, mình sẽ nâng cấp vũ khí lên. Bây giờ tiền của mình là 800 đô rồi. Quá nhiều tiền luôn, thằng Núp nó nhiều tiền ghê luôn các bạn à. Mình không ngờ là nó giấu tiền nhiều đến như vậy. Này, công nhận nó giàu thiệt. Ok, mình nâng cấp một cái kiếm lên. Hồi nãy mình cầm kiếm gỗ đúng không? Bây giờ mình coi mình cầm kiếm gì. Ui, lần này mình cầm kiếm sắt rồi. Chắc chắn là mấy con zombie này không có tuổi. Tuổi gì với mình? Trời ơi, đã quá. Khoan từ từ. God 500m hả? Ủa là sao? Là 500m nữa mình sẽ thấy God hả? God là kiểu như là thần thánh đó các bạn. Ok, bây giờ thằng Núp nó không chui. Ơi, Núp ơi, để tao bảo vệ mày. Trời ơi, thôi không được rồi, mình phải đi lên lần trước để mình bảo vệ nó. Yeah, con zombie cút ra. 400m nữa mình sẽ gặp được thằng thánh. Wow, hay quá. Từ từ Núp ơi, từ từ. Ở đây là cell đúng không? Rồi, thằng Núp, các bạn thấy không? Thằng Núp nó cứ đi liên tục nằm, mình không có điều khiển nó nha. Nó ngu lắm các bạn. Nó không biết cái nào gọi là hạ tốt cho nó mà cái nào là gọi là hại nó hết á. Ok, bây giờ hai con zombie giờ sao ta? Yeah, cút ra rồi, chết rồi, mình còn có một team à. Mình không có đủ. Ơi, no. Mình không đủ team là mình thua đó.
Không được rồi, đừng, tránh ra, tránh thằng núp ra. Bây giờ các bạn có thể thấy mình đang cầm trên tay một cái kiếm kim cương các bạn ơi. Bộ đồ kim cương và cây kiếm kim cương, bây giờ thằng pro nó không còn sợ bất kỳ một ai nữa các bạn à. Bây giờ nó đã pro rồi, nó đã hơn cả pro luôn các bạn. Và team của nó, team của thằng pro bây giờ là 4 team rồi. Thua thằng núp chỉ một team thôi, mà nhiệm vụ của nó là phải bảo vệ thằng núp. Ok. Oh wow, cái kiếm kim cương đẹp kìa các bạn. Đây các bạn nhìn nè, kiếm kim cương nè. Woo yeah, đẹp chưa? Núp tránh ra để anh bảo vệ cho. Yeah, ghê chưa? Chém tất cả mọi thứ luôn. Ôi con zombie, zombie. Tới đây zombie. 200m nữa là mình sẽ gặp được thằng Thánh. Con zombie nè, zombie nè, chúng ta đang ở trên một cái núi các bạn ơi. Ơ giờ sao đây? Bảo vệ thằng núp. Trời, quên luôn các bạn, quên cái nhiệm vụ bảo vệ thằng núp luôn. À, chúng ta đang đi ở trên một cái vùng băng tuyết các bạn ơi. Ok, thấy băng là không thấy tuyết đâu hết á. Wow yeah, chết rồi, mình chỉ còn có một team thôi à, chết rồi. Hổ báo quá. Ok, từ đứng yên núp ơi. Thôi mình phải đi trước cho chắc ăn. Thằng núp này nó khờ lắm các bạn ơi. Ok, mình không biết mình tới được gặp được thằng Thánh chưa ta. Ôi đừng có gặp zombie nữa nha, sợ lắm rồi á. Phá cái chỗ này đi cho thằng núp đó. Cố lên núp ơi, cố lên. Oh yes. Mình lên mây luôn các bạn ơi, mình lên trời luôn rồi. Cố lên núp ơi. Ơi thằng núp nó cùng với mình lên trời các bạn. Đó các bạn thấy chưa? Núp và rồ là hai anh em thì nhiệm vụ của thằng rồ là luôn luôn phải bảo vệ thằng núp. Luôn luôn là như vậy. Wow, thằng núp nó có má hồng nữa kìa. Màu hồng nam tính. Ok, chúng ta lên trời rồi. Ủa mà lên trời làm gì ta? Oh my god. Thằng Thánh kìa, thằng núp nó gặp thằng Thánh mà nó ngạc nhiên luôn các bạn. Cái ổng chấm hỏi kiểu gì ổng nói, ủa thằng này nó bị gì vậy? Cái mình nói là thằng núp nó đang cần một trái táo kim cương mà đã bị thằng hacker lấy đi rồi. Đó, cho nên là thằng núp nó nghe được nó khóc. Cái ổng đang suy nghĩ, à ổng có ý kiến này. Đó là sẽ phải tiêu diệt, ủa ai đây? Ủa cái này ai đây mình không biết luôn các bạn ơi. Ủa ổng cho mình. Alo, ơi sao gì vậy, sao ổng chích điện? Ê quả ổng chích xác vô thằng núp là sao? Núp và Evil God. Wow, cái gì đây? Cái gì vậy? Sao giờ thằng núp nó là cái thằng đi đánh lộn rồi. Bây giờ sao ta? Bấm vô để bắn hả? Bấm vô để bắn mà sao? À bắn được rồi nè. À mình phải tiêu diệt cái Evil God nè. Wow, căng quá các bạn ơi. Bây giờ là phải điều khiển thằng núp rồi. Thằng Bro nó đã không thể bảo vệ em nó được rồi. Thằng Bro nó đi đâu rồi mất tiêu không biết. Hay là đây là cái thử thách dành cho thằng núp? Không nhảy qua được cái chỗ đó, rất khó luôn. À thả zombie ra hả? Không được đâu. Đây núp đang bắn nè, núp đang bắn rất là nhiều luôn các bạn à, rất là nhiều luôn. Mình không biết là tại sao tự nhiên nó nhảy kiểu đó luôn các bạn, mình không biết tại sao luôn á. Ngu người thanh niên. Rồi nhưng mà mình sắp tiêu diệt được Evil God rồi. Evil God là kiểu như là thằng Thánh nhưng mà ác các bạn. Mình có cách rồi. Hồi nãy mình nhảy vô cái cột, cái nó bám vô cái cột các bạn. Hay lắm. Cố lên. Đó. Lần này núp phải lập công nha. Núp ơi. Yes. Oh. Nhảy qua đường rồi mà rớt là sao? Come on. Gần tiêu diệt được ổng rồi. Trời ơi, sao mà ông này ổng trâu bò dữ vậy trời. Quên, ổng là thằng Thánh mà, nhưng mà ổng là phe ác. Ổng trâu bò lắm các bạn. Một tí nữa thôi là mình sẽ tiêu diệt được ông này rồi. Một tí nữa thôi các bạn ơi. Cố lên, mình sẽ tiêu diệt được ổng. Không biết tiêu diệt xong cho mình gì đây. À đúng rồi, cho mình trái táo kim cương. Quên. Ê, sao mà rớt cái đoạn đó, nhảm nhí thiệt á. Yes, sắp rồi, sắp tiêu diệt được các bạn ơi. Cổ vũ cho núp nào. Yeah. Ok, yes, good. Tiêu diệt được rồi. Ủa, ông chấm hỏi gì vậy? À, mình nói là mình đã tiêu diệt được cái Evil God rồi là ông. Ô, ông làm gì mình nữa kìa? Ông chích xâm xét người mình. Alo. Ông đuổi gần núp chiếc xe các bạn. Vãi chữ. Kêu là đi tiêu diệt thằng hacker đi. Núp và Ro. Oh, man. Oh, núp kìa. Wow. Quá đỉnh luôn các bạn ơi, quá đỉnh luôn. Núp đỉnh. Núp đỉnh mấy chữ. Núp lái xe luôn các bạn. Ơ mà thằng núp nó lên thiên đàng luôn hay sao rồi. Các bạn để ý trên cái vòng trên đầu của nó. Nó có một cái vòng thiên đàng luôn các bạn ơi.
hay là nấm nó bị tiêu gì rồi ta, là mình cũng không biết nữa. Ok, nhưng mà nói chung là làm sao để giúp cho thằng nấm nó qua được là mình vui rồi. Level 2 lại rồi. Yo sao kỳ vậy ta, cái đoạn nó sao qua được, cứ cấu à. Ôi núp rồi, nó lộn xe luôn bạn ơi, lộn xe luôn rồi. Cái đoạn nó sao quá, chơi cũng chơi kỳ nha, chứ kỳ nha, chơi vậy chứ kỳ á. Rồi ok, mình thử đẩy mấy cái này lại coi. Đây ủa cái này mình nhảy qua được mà, đâu mình đụng vô cái này coi. Oh man, hiểu rồi. Chúng ta không có nhờ vô mấy cục đó để mình chúng ta qua đâu. Chúng ta phải canh cái lúc nào nhảy được các bạn. Wow, bay lên trời luôn rồi, đậu phộng sao thấy đường rồi. Trời. Suýt chết. Núp rồi, suýt chết, xuống núp rồi. Cố lên núp rồi. Dạ, ủi luôn. Dạ, ủi luôn. Qua level đi. Oh my god, cái gì vậy? Chạy xe trên cái cục luôn hả? Vãi chưởng núp. Yeah, next level. Oh my god, level 3. Level 3 rồi các bạn ơi. Yeah. Ủa sao giống nãy vậy? Oh my god, cái cục đây. Ok, mình tưởng bị kẹt luôn chứ. Yeah. Trời ơi, cây ngay được. Ơi, núp ơi. Đừng mà núp ơi. Đừng thua. Ok, nó đang làm gì đi trời. Oh, what? Các bạn thấy núp lái xe điều luyện không? Điều luyện hơn cả mình nữa. Ok, let's go. Ok, qua mạng đi. Chưa qua mạng nữa. Cái đậu phộng cái gì vậy? Ok, trời, tưởng gớt rồi. Dập. Cơ lên núp ơi. Sao thằng rồ không giúp thằng núp ta? Cứ đưa thằng núp này đi, mình sợ quá, thằng núp này nó ngu lắm. Lỡ lâu lâu nó khùng lên cái mình thua liền luôn các bạn. Đó. Yeah, next level. Level 4. Level 4 rồi các bạn ơi. No. Trời, nó chở cái cục đi theo luôn là sao? Cái gì vậy? Oh my god, oh shit. Đã hiểu rồi. Làm cách nào đó để ủi được cái kia. No, qua luôn. Ủi luôn, đúng rồi, tới luôn nha. Hiểu rồi. Đây. Ngã bên kia, đúng rồi, ngã qua bên kia. Alright, được rồi, đây là... Oh my god. Đáng sợ thiệt. Ok. Right. Đã chưa. Cứ thằng núp mà nó xuất hiện là mình sợ. Sợ vãi cả chưởng thằng núp này. Ơ, đâu hả? Đây đâu hả? What? Come on, phải lên trên. Come on, yes. Cái gì? Đừng lên đó nha. Đúng rồi. Hồi nãy mình đi xuống, đi cái đường dưới nên là mình bị lọt. Còn bây giờ mình đã đi trên đường trên rồi. Nhưng mà cái này có bị lọt nữa hay không? Yeah. Come on. Giờ sao? Phải tìm được thằng hacker. Next level, yeah. What the hell, level 5 luôn à. Cái gì mà đáng sợ vậy? Cái chặng đường đi tìm thằng hacker, các bạn thấy nó khó khăn chưa? Thằng núp nó phải đi tìm thằng hacker. Mà bây giờ á, cái chặng đường của nó là hả, cực khổ. Đi nãy giờ chưa tới. Đi hoài không tới. Oh my god. Wow, phải nhảy qua cái chỗ này. Nó là một cái cầu á, chứ không phải là. No. Wow, nó bơi, đừng có chơi điên nha mày. Đừng có chơi điên nha. Ok, nó bơi. Xem chết luôn, các bạn thấy chưa? Con núp này nó ngu lắm. Nó không có mình là nó tiêu rồi. Nãy giờ mà không có mình là nó tiêu rồi. Nó bơi. Rồi xong, ngu rồi con ơi. Come on. Yeah. Kẹt coi. Nó ngu. Ok, được các bạn ơi, được. Ok, được rồi. Trời ơi, tụi nó ngu rồi, hên quá. Ok, next level, hết level đi. Wow. Rồi ok, và vừa rồi các bạn đã xem xong cái phần 1 của video Núp và Pro là hai anh em. Đó, bạn nào muốn phần 2 thì hãy comment ở bên dưới và like thật là nhiều nha các bạn. Ok, và cảm ơn các bạn đã xem, và nếu các bạn thấy hay đừng quên để lại cho mình 50.000 like, cùng với đó là xem quảng cáo hoặc là bấm vô quảng cáo nếu các bạn là fan chân chính của mình. Ok, fan chân chính nha. Rồi và hẹn gặp lại các bạn sau. Bye bye.